tổ đội bắn tăng vận động khu vực 1 từ trái sang phải, mục tiêu 1 thay mục tiêu chiếc tiêu đạn chuyển liều nguyên tước tầm 016. Tước tầm 016. Độ tà 30. Độ tà 30. Cao tốc 0. Cao tốc 0. Độ hướng 30. Độ hướng 30. Ngắm đón trước một vài thân. Đạn hai viên, phát lộn, đạn. Và đội tuyển ở quân khu 5 lúc này thì họ đang chuẩn bị viên đạn đầu tiên để tiêu diệt các mục tiêu vận động của chúng ta ở trong trạng thi đấu thứ hai. Và đội tuyển quân khu 5, khẩu đội trưởng là đồng chí Lê Văn Nga, pháo thủ số 1 là đồng chí Lê Hùng, pháo thủ số 2 là Trần Hải Hậu, pháo thủ số 3 là Nguyễn Đình Thưởng, pháo thủ số 4 là Nguyễn Văn Ngọc và pháo thủ số 5 là Phạm Văn Trường. Tao một ngồi luôn. Không. Thao tác viên thứ hai luôn. Viên đạn đầu tiên đã được đưa vào buồng đạn. Kiểm tra. Và lúc này xe tăng sẽ bắt đầu vận động, và khi xe tăng vận động qua cờ đỏ thì đội tuyển mới được phép tiêu diệt. Được. Viên đạn lớn nhất bắn ra. Như vậy mục tiêu thứ nhất được đội tuyển quân khu 5 là tiêu diệt. Mục tiêu 2, nắm lên. Chúc mừng đội tuyển quân khu 5. Tuyệt vời. Kiểm tra. Và lúc này là Lê Hùng đã lấy xong phần tự bắn, khẩu trường kiểm tra và đang chờ. Rất hồi hộp. Viên đạn đã bắn ra. Chúng ta cũng đã thấy là xe tăng bốc cháy. Wow, mục tiêu đã bị tiêu diệt. Lửa cháy rực. Tuyệt vời, đội tuyển quân khu 5. Như vậy là mặc dù là vừa rồi có sự trục trặc về khẩu pháo 85, nhưng mà đội tuyển quân khu 5 được thực hiện rất xuất sắc trong việc là thực hiện phát bắn thứ hai. Chỉ hai viên đạn họ đã tiêu diệt được cả hai mục tiêu xe tăng vận động. Đối với các đội tuyển bây giờ, những vật cản như bục bông bô hay là chui qua lớp hàng rào hoặc là vượt qua các bãi lầy thì không làm khó khăn các vận động viên ở trong vòng bán kết này. Vâng. Nhưng thời tiết và cơn mưa tại thao trường Thanh Phong của quân khu 4, như lúc nãy chúng ta cũng đã thấy là đội tuyển chủ nhà họ mới chỉ tiêu diệt được một mục tiêu thôi. Và khó khăn cũng giống như vậy với đội tuyển quân đoàn 3. Khó khăn là khó khăn chung. Vâng. Cánh khu vực 1 bằng động từ trái sang mục tiêu 1 chiếc tiêu hai mục tiêu đèn sang đạn chuyền cử lên 820m ngắm đông một phần hai thằng. Đối với đội tuyển quân đoàn 3 lúc này tôi thấy thời tiết là mưa là đã giảm so với đội quân khu 4, khả năng lúc này là quan sát mục tiêu là sẽ thuận lợi hơn đội tuyển quân khu 4. Vâng. Pháo thủ số 1 thượng úy Nguyễn Văn Long sinh năm 1996, phó đại đội trưởng tiểu đoàn 11 trung đoàn pháo binh 4 sư đoàn 10 quân đoàn 3. Nạp đạn nè. Pháo thủ số 2 là thượng úy Trần Duy Quỳnh. Pháo thủ số 3 A Hoan. Pháo thủ số 4 Hoàng Trung Thông. Pháo thủ số 5 Triệu Văn Đức và khẩu đội trưởng thượng úy Trịnh Hữu Phi. Chúng ta đang theo dõi đội tuyển quân đoàn 3 binh đoàn Tây Nguyên. Vâng, nếu đội tuyển quân đoàn 3 tận dụng được thời tiết đang thuận lợi hơn này và tiêu diệt được ngay lập tức mục tiêu thì họ sẽ vươn lên dẫn trước đội tuyển chủ nhà. Rất là ít đội có thể làm được điều đấy ở trong mùa giải thứ hai của chúng ta. Nhưng nói thế thôi, chúng ta cũng đang thấy mưa mịt mù. Mục tiêu rất mù. Mưa mịt mù trên thao trường. Phát đạn đầu tiên. Trúng rồi. Tuyệt vời. Trước mắt chúng ta chiếc xe tăng đã gục đổ. Đội tuyển quân đoàn 3 đã làm được. Mục tiêu số 2 nạp đạn. Như vậy là rất nhanh chóng. Vâng, mục tiêu vận động với tốc độ là 2m/giây, đội nào cũng như vậy. Và thời tiết thì chúng ta cũng đang thấy là đều mù. Đội tuyển quân đoàn 3 có lẽ cũng không thuận lợi quá so với đội tuyển chủ nhà. Cũng là đội tuyển quân đoàn 3 hôm nay đã vạch mây mù để tìm ra xe tăng để tiêu diệt. Vâng, tiếp tục sẽ có một xe tăng vận động, xe tăng địch sẽ vận động ngay sau đây. Và vẫn còn hai viên đạn nữa. Ai cũng khát khao tấm vé vào chung kết. Và ngay lúc này đây, trận bắn này sẽ làm cho khoảng cách tới vòng chung kết trở nên gần hơn. Vâng. Nếu như nó được bắn trúng. Chính xác là như vậy. Tập trung. Phát đạn thứ hai. Và chúng ta cũng đã thấy là mục tiêu thì đã bị tiêu diệt.
Vâng, wow. Mục tiêu đã bị tiêu diệt. Bằng mắt thường người ta không quan sát được gì luôn. Tuyệt vời. Bài bàn cá nhân đến lượt hai đồng chí đầu tiên là Tô Văn Vui và Hoàng Đức Thắng. Đầu tiên sẽ là Tô Văn Vui. Mày ngắm chí giữa bia. Bảy mục tiêu. Cảm này là Tô Văn Vui sẽ thực hiện cái tư thế thả trưởng của mình và chấp nhận nằm ở tư thế người là không được thoải mái, nhưng mà lúc này sẽ mở hai chân súng và sẽ nằm bắn súng đại liên, sẽ thực hiện hai chân súng ghé xuống đất để thực hiện bắn để bảo đảm cho súng chắc chắn. Sau khi những loạt đạn đầu tiên chưa trúng thì Tô Văn Vui đã kiểm tra lại thương ngắm của mình. Tuyệt vời. Và ngay lập tức bằng 3 loạt đạn thì Tô Văn Vui đã tiêu diệt được 3 mục tiêu. Quá xuất sắc. Vẫn để lại 2 bia cải chính. Lúc này súng anh đang bị hóc à? Sau khi mở chân súng để tư thế nằm bắn thì lên tư thế quỳ bắn thì Tô Văn Vui đã tiến hành là để gặp cái chân súng. Chân súng thì cái zip của rồi nó hơi bị chặt một chút. Còn 4 mục tiêu nữa. Qua tí nhìn điểm chạm cho em nhé. Từ sau nhìn đâu. Bên này ra tao nhìn được. Không nhìn được mà. Tí nhìn điểm chạm thôi. Trước mắt chúng ta, Tô Văn Vui đang hết sức nỗ lực. Còn 3. Wow. Còn 2. Đã được chuyển sang tư thế đứng bắn. Tuyệt vời, Tô Văn Vui. Tô Văn Vui còn rất ít đạn. Liệu còn một vài loạt đạn cuối cùng có tiêu diệt được hết các mục tiêu không? Còn 1. Wow. Hết còn mục tiêu nào? Thật xuất sắc, thật xuất sắc. Xin chúc mừng Tô Văn Vui. Tô Văn Vui đã tiêu diệt hoàn toàn 7 mục tiêu. Sinh năm 1999, quê quán ở Vũ Thư, Thái Bình. Tính tình rất vui vẻ và đã đạt thành tích tốt cho các hội thao chiến sĩ mới. Vâng, và tiếp theo, đội trưởng Hoàng Đức Thắng. Lúc này chúng ta đang chuẩn bị theo dõi đại úy Hoàng Đức Thắng sẽ thể hiện tài năng của mình. Tốt. Được đấy. Vâng, chúng ta nhanh chóng là Hoàng Đức Thắng đã tiêu diệt được 3 mục tiêu. Vâng. Tuyệt vời. Mục tiêu. Không đạn đâu. Những kỹ năng cá nhân rất điêu luyện của chiến binh Hoàng Đức Thắng. Liệu 14 viên đạn tiếp theo Hoàng Đức Thắng sẽ giúp bao nhiêu viên để tiêu diệt nốt 2 mục tiêu? Vâng, một loạt đạn đã tiêu diệt một mục tiêu. Vâng, hai loạt đạn đã tiêu diệt là hai mục tiêu cuối cùng. Nín thở. Như vậy là Hoàng Đức Thắng là còn thừa 10 viên đạn. Vâng, thượng úy Nguyễn Văn Thế sẽ là vận động viên cuối cùng của đội tuyển quân khu 4 thực hiện bài bàn cá nhân ở trong trận thi đấu thứ 3 vòng bán kết lượt về. Khao khát của anh là đổi màu huy chương của đội tuyển quân khu 4. Bởi vì đội tuyển quân khu 4 đã từng được huy chương đồng. Tuyệt vời. Ngay lập tức hai mục tiêu thì đã bị tiêu diệt rất gọn gàng. Còn 5. Chính xác và khéo léo, đó là những từ chúng ta có thể tuyệt vời. Vâng, vừa rồi chúng ta có thể quan sát là bằng một loạt bắn Nguyễn Văn Thế đã mang lại liên thanh hứng của vận động viên Nguyễn Văn Thế. Vừa rồi là loạt bắn liên thanh hai phát đạn và tiêu diệt được 2 mục tiêu liền. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Nguyễn Văn Thế thực sự tạo nên một sự hào hứng cho tất cả các cổ động viên chúng tôi lúc này. Vâng. Còn 2 mục tiêu nữa. Cố lên. Đồng chí đang cảm nhận được sức mạnh của các cổ động viên và cả quê nhà. Vẫn còn một hộp tiếp đạn nữa. Vâng, cổ động viên đã bắn hết 14 viên đạn, vẫn còn 14 viên đạn và còn 2 máu bay nữa. Liệu Nguyễn Văn Thế có tiêu diệt được tất cả các mục tiêu?
trong phần thi của mình không? Chúng ta cùng chờ đợi. Có một. Chỉ còn một mục tiêu thôi. Bóng bay là mục tiêu rất khó. Nhưng mà Nguyễn Văn Thế đã làm được. Xin chúc mừng Nguyễn Văn Thế. Thượng úy Nguyễn Văn Thế sinh năm 1994, quê quán ở Nam Đàn, Nghệ An đã wow, một cú vô ích của Nguyễn Tất Hải. Đó, các vận động viên của chúng ta sẽ phải cơ động ở dưới, có thể gọi là một con lạch, đến vị trí để vận chuyển hai thương binh về đích. Như chúng ta thấy là dù nắng dù mưa, dù ướt hay là dù khô, dù bất cứ địa hình nào thì bộ đội ta cũng phải băng qua để đạt tới mục tiêu một cách nhanh chóng nhất. Vâng, những bước chân rất là nặng. Chúng ta có thể thấy ở dưới có rất nhiều cây xấu hổ, việc bùn cùng với gai cây xấu hổ và những lực cản của nước khiến cho những bước chân về đích của những đội tuyển thì trở nên sẽ rất khó khăn. Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau được thấy là các đội tuyển của chúng ta sẽ vượt qua những phần thi đấu, nhiệm vụ nào họ cũng sẽ hoàn thành. Họ đang hết sức là cố gắng. Đội tuyển của khu 4 đang phát huy hết tất cả những nỗ lực cuối cùng để về được tới đích, và chúng ta cùng xem là thành tích của họ ghi được sẽ là như thế nào. Vâng, địa hình tự nhiên khiến cho mỗi vị trí lại có những sự khó khăn khác nhau. Mưa, rét, đói, lầy, tất cả những đặc biệt khó khăn này không ngăn cản chúng ta cũng đã thấy. Đến những đoạn này là bùn rất dày, cho nên việc là vượt qua cái đoạn này hết sức khó khăn và tiêu tốn thể lực của các vận động viên. Đã tiếp cận vị trí để vận chuyển thương binh rồi. Chưa hết, nhưng vẫn còn chưa hết thử thách đúng không? Vâng. Nên được đây chưa hết thử thách, vượt qua con sông nhỏ này thì họ còn phải làm một nhiệm vụ rất quan trọng. Đó chính là để kết thúc một trận chiến thì chúng ta sẽ phải đưa thương binh về vị trí. Vâng. Ở những vòng thi đấu trước thì các thương binh của chúng ta là được ban tổ chức chuẩn bị. Nhưng lần này thì mỗi đội sẽ có 2 thương binh. Và các thương binh này đã được cân rất cẩn thận để có cái cân nặng bằng nhau. Vâng. Và mỗi thương binh có trọng lượng từ 60 đến 64 kg. Và các thương binh của chúng ta thấy là các đội tuyển tự chuẩn bị nên rất là hợp tác. Nhưng vẫn là những trọng lượng như vậy với những con dốc chúng ta cũng đã thấy không dễ dàng. Chúng ta thấy những nhịp thở hồn hển của họ. Hết sức là những ý chí kiên cường để vượt về đích. Đi Văn Tăng và các đồng đội mình vẫn đang chạy được. Tận dụng hết tất cả những sức lực còn lại. Những nỗ lực ở đây không phải chỉ là những bước chân nữa mà thực sự đây là ý chí để đang đưa đội tuyển của khu 4 về đích. Một trách nhiệm với công việc của mình, với cuộc thi, với nhiệm vụ được giao. Hãy cố gắng lên để hoàn thành nhiệm vụ. Những bước chân cuối cùng. Nguyễn Đình Quyết cùng với 2 khẩu đại liên thì đã về đến đích. Vận động viên đầu tiên. Ban tổ chức yêu cầu chỉ cần đặt các thương binh ở trong 4 cờ giới hạn. Nhưng đội tuyển của khu 4 đi quá luôn. 2 thương binh cũng như vậy. Vượt luôn cả dốc. Đến đoạn dốc. Rất là ghi nhận cái tinh thần đồng đội và đưa thương binh về tới tận đích của đội tuyển của khu 4 đúng không ạ? Vâng, lúc này thì các thương binh thì cũng đã chủ động ngồi dậy để hỗ trợ các đồng đội của mình. Chúc mừng đội tuyển quân khu 4. Chúc mừng đội tuyển quân khu 4. Đã hoàn thành xuất sắc chặng thứ 3. Vâng. Và hoàn thành toàn bộ vòng bán kết với 2 lượt đi và về.